ngộ vậy. Bây giờ là tiền không có có, khổ lắm phải không? Bà hả? Không biết. Vậy em về có đi mua vũ không? Vũ hả? Nên là con nghe người ta ở trên núi gọi nói đó. Cái bệnh đó đó, cấm không cho bán rượu nữa. Rồi, cái bệnh Covid đó phải không? Là cấm không cho bán rượu phải không? Cấm. Nó ai nói anh Hai Mước không tỉnh đâu, nó anh Hai Mước tỉnh nào biết ta cấm Covid không bán rượu luôn đó. Chị ba bà không điện về anh nhớ chị ba không? Chị ba bà không điện về anh nhớ chị không? Dạ. Anh có nhớ chị ba không? Bà hả? Trời ơi sao cô nào hỏi tôi? Là anh có nhớ bà không á? Đâu có. Không có nhớ hả? Quên rồi hả? Đâu phải, đâu có. Tại sao cô nào hỏi tôi nói với cô Toàn nghe. Trời ơi, cụ Toàn ơi, con có hiểu đâu. Chuyện dài lắm phải không? Không phải, con có hiểu đâu. Hiểu không? Buồn không hiểu đâu. Em nói chuyện cụ Toàn rồi. Cái hai món buồn gì để bụng rồi. Biết gì nào bà mới tỉnh, bà điện mới nói chuyện với Hai Mước. Trời, bữa chị ba bà nói là nhớ Hai Mước, muốn nói chuyện với Hai Mước á mà gặp không được. Chị nói là chị nhớ Hai Mước, chị muốn nói chuyện với Hai Mước nhưng mà gặp không được. Rồi sao tự nhiên mấy bữa nay mất liên lạc luôn rồi. Bà muốn nói chuyện với anh cái gì đó mà bữa giờ điện không có được. Cái gì? Còn gì đó. Bữa giờ đó là bà nói bà điện cho Hữu Phước mà gặp anh gặp không được. Bà muốn nói chuyện với anh, bà nhớ anh, bà nói gì đó. Bà nói muốn nói chuyện với Hai Mước mà không biết làm sao nói được. Chết luôn. Hết phim. Rồi cái ông thầy á, ông kêu anh đi lên núi chảnh á, chị bệnh anh chịu không? Ở đâu à? Ở núi của ông cố ông cồ đó. Núi Sam á, cái chỗ mà anh đòi đi hoài đó. Ông đòi dẫn anh lên đó, chị bệnh anh chịu không? Núi Sam á. Cái chỗ mà ông cố, ông kêu bà ông gì? Ông cồ á, chỗ ông cồ ở, ông cồ tu đó. Anh chịu lên đó không? Từ đây mà nói anh Toàn nghe, từ đây mà đi lên tới trên ngọn thôi đó. Anh Toàn biết là bây giờ này là giờ gì. Là đi không được. Không phải đi không được. Từ đây mà lên tới núi chảnh anh Toàn biết giờ này là giờ gì. Giờ này như là 12 giờ hay gì ta? 12 rưỡi rồi. Ông đòi dẫn ảnh, ông đòi dẫn anh lên trên chảnh chị bệnh á, anh thấy đi được không? Chị bệnh hả? Không được đâu. Người ta không cho hả? Không phải. Ai mà ăn trộm đồ á. Khó. Đợi giờ hiếm chi kiếm giảm. Cái quần du kích ở đâu vô nó ăn trộm đồ đó. Vậy là giờ hiếm kiếm người trung thành lắm phải không? Không phải. Chết luôn rồi trời ơi. Nói gì đâu đâu không sao tôi hiểu trời. Anh nói gì sao hiểu, anh nói gì của nó quịch tẹt ra đi. Anh nói xa xa nó mém mém không ai biết chỗ nào. Nói xa thôi mà ai hiểu được.
Nói vậy đó ha, ai hiểu không hiểu thôi ha. Không phải. Sao? Không phải là sao? Nói chuyện em nói anh nói vậy đó, ai hiểu không hiểu thôi phải không? Không biết luôn. À. Nói ra sợ bị đánh phải không? Rồi, thiên cơ bắt khá lộ luôn.